lễ tuyên thệ và ra mắt trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc chí thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, phó tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an. Về phía tham dự buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ bảo vệ tổ quốc quý vị sĩ. Cùng kích thước là phó tư lệnh đội ngũ tay công của quý vị tiểu đoàn một, có nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị là thường xuyên sát cơ động công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Các đồng chí đang quan sát thấy đứng hay còn gọi là thế tấn, các động tác di chuyển tiến lùi sang phải sang trái, đây là nền tảng cho việc thực hiện các động tác kỹ thuật chiến thuật trong quá trình tập luyện võ thuật công an nhân dân. Phòng ngự tấn công bằng tay như gạt đỡ cao, gạt tạt ngang mặt, gạt chặt thấp, gạt thấp ra ngang sườn, đấm thẳng, đấm ngang, đấm móc, đánh quỷ, chặt phát thuần, phát nghịch. Tập luyện các nội dung này giúp cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh tự tin, chủ động phòng thủ, tấn công đạt hiệu quả cao trong chiến đấu. V
kỹ thuật ghép các đòn phòng thủ tấn công liên hoàn bằng tay chân kết hợp giúp cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức địch tình, thay đổi nhiều lối đánh trong tấn công và phòng thủ, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh tính linh hoạt, bản lĩnh, tự tin, sử dụng đòn đánh đúng kỹ thuật, nhanh, mạnh và chính xác. Chiến thuật đối kháng là các đòn đánh tổng hợp kết hợp giữa các đòn phòng thủ và tấn công, giúp cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt đánh phản lại cũng như chủ động chống áp phá các đòn thế của đối tượng. Xin được mời các đồng chí lãnh đạo đến với phần biểu diễn quyền 38-44 do cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động biểu diễn. Quyền 38-44 động tác là kết hợp tất cả các thế đánh tổng hợp của võ thuật công an nhân dân, gồm những động tác từ cơ bản đến nâng cao, với các động tác đánh kỹ thuật phòng thủ chặt chẽ, tấn công sắc bén, linh hoạt các thế đánh vững chắc, đòn đánh nhanh, mạnh. Các động tác, các thế đánh của bài võ là nền tảng cơ bản để nghiên cứu, xây dựng các bài tập tình huống phân thế và ứng dụng hiệu quả cao trong chiến đấu. Đang đến với phần xử lý biểu diễn quyền 44 động tác do cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.
phần biểu diễn tình huống chống người thi hành công vụ phối hợp hiệp đồng chiến đấu của hai đồng chí cảnh sát cơ động chống lại 4 đối tượng. Đồng chí đang xem là tình huống giả định cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang trên đường tuần tra khi phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập gây mất an ninh trật tự, thì đồng chí công an nhắc nhở và yêu cầu giải tán. Nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn có những hành vi chống trả, tấn công lực lượng công vụ, buộc người chiến sĩ công an phải sử dụng các kỹ chiến thuật võ thuật để khống chế và vô hiệu hóa các đối tượng. Nhanh chóng đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng đánh bắt và không gây thương hại đến đối tượng. Trung đoàn cảnh sát cơ động thường xuyên luyện tập võ thuật, xây dựng các dạng phương án sát tình hình thực tế, kết hợp sử dụng các trang thiết bị đặc thù chuyên dùng để khống chế, bắt giữ các đối tượng một cách nhanh chóng, không bị động. Sau đây, kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí xem phần xử lý tình huống đánh bắt, khống chế, bắt giữ các đối tượng ngáo đá do cán bộ chiến sĩ đại đoàn cảnh sát đặc nhiệm trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí đang đến với nội dung xử lý tình huống đánh bắt, khống chế, bắt giữ đối tượng ngáo đá. Xử lý tình huống có sử dụng chó nghiệp vụ tấn công đánh bắt đối tượng, lưu ý tình huống có sử dụng đạn hơi và quả nổ nghiệp vụ. Thực hiện lệnh đốc công an thành phố huy động lực lượng truy kích, một tổ trực tiếp truy kích thu hút đối tượng, một tổ bí mật phục kích đảo lộn. Khi phát hiện thấy các đối tượng, đồng chí tổ trưởng yêu cầu đứng lại, nhưng các đối tượng hoàn cố chống trả lực lượng truy kích nhằm tẩu thoát nghiệp vụ và sử dụng chó nghiệp vụ truy bắt, bất ngờ tấn công khống chế đối tượng, rút vũ khí và thu giữ tài vật an toàn. Khi phát hiện thấy các đối tượng, đồng chí tổ trưởng yêu cầu dừng lại, nhưng các đối tượng hoàn cố chống trả lực lượng truy kích nhằm tẩu thoát. Đồng chí tổ trưởng bắn cảnh cáo sử dụng phòng thủ nghiệp vụ truy bắt, bất ngờ tấn công khống chế đối tượng, rút vũ khí và thu giữ tài vật an toàn. Thưa các đồng chí, thì các đồng chí cũng biết theo quyết định của Bộ Công an thì cũng như là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cùng với lãnh đạo các địa phương, thì cái mục đích thành lập các trung đoàn dự bị chiến đấu và tiểu đoàn dự bị chiến đấu trực thuộc của các công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, với cái mục đích
các trung đoàn dự bị chiến đấu và tiểu đoàn dự bị chiến đấu trực thuộc của công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là lực lượng dự bị là phục vụ chính cho các lực lượng cảnh sát cơ động chính quy. Khi có tình huống xảy ra về an ninh chính trị, về trật tự an toàn xã hội thì là ngoài cái việc huy động lực lượng công an các địa phương triển khai đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự thì tiếp theo đó theo phương án sẽ tiếp tục huy động các tiểu đoàn của các trung đoàn trực thuộc trung đoàn dự bị chiến đấu cũng như là tiểu đoàn dự bị chiến đấu thì về để hỗ trợ ở cái tình huống ở cấp độ cao hơn để giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự khi mà các cái tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội nó vẫn còn ở cái mức chúng ta còn kiểm soát được. Vì vậy nên là cái lực lượng này là cái lực lượng xuất quân đầu tiên trước khi cái lực lượng cảnh sát cơ động chính quy triển khai xử lý tình huống cuối cùng thì là mục đích là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái nhiệm vụ của lực lượng các lực lượng dự bị chiến đấu là lực lượng hỗ trợ cho lực lượng chính quy xử lý tình huống ban đầu. Vì vậy nên đây là lực lượng sẽ triển khai trước khi lực lượng chính quy triển khai. Vì vậy nên đây cũng là một phần là góp thêm cái nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng chính quy trong cái công tác xử lý tình huống, chúng ta sẽ có thời gian và công tác chuẩn bị phương án xử lý cho nó hiệu quả nhất. Thì mục đích là như vậy. Cái thứ hai nữa là đối với các trung đoàn dự bị chiến đấu thì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị địa phương được thành lập cấp trung đoàn dự bị chiến đấu, gồm có 4 chỉ huy trung đoàn như các anh chị đã biết. Cái thứ hai nữa là có 3 tiểu đoàn trực thuộc, gồm có tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 và một đại đội cơ giới để phục vụ cho công tác hậu cần. Thì trên cơ sở 3 tiểu đoàn trực thuộc này là biên chế quân số ở các phòng nghiệp vụ và 21 quận huyện và công an thành phố Thủ Đức để đóng quân trên các địa bàn. Các tiểu đoàn sẽ đóng quân trên các cụm khu an ninh để khi có tình huống xảy ra ở cái khu vực mục tiêu nào thì sẽ huy động tiểu đoàn cho nó phù hợp và nó đảm bảo cái tính cơ động nhanh, kịp thời và nhanh chóng. Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu trên cơ sở nền tảng là các lực lượng đơn vị công an địa phương. Vì vậy nên là cái việc hoạt động là hoàn toàn độc lập. Đó, tức là vì vậy nên mới có cái việc thành lập ban chỉ huy trung đoàn mà đồng chí phó giám đốc phụ trách cảnh sát cơ động là trung đoàn trưởng. Các đơn vị còn lại là trong các một số đơn vị như nãy các đồng chí đã nghe quyết định. Thì là khi có tình huống phức tạp về an ninh trật tự thì cái việc trung đoàn cảnh sát cơ động chính quy sẽ tham mưu cho ban giám đốc huy động các đơn vị của trung đoàn dự bị chiến đấu ra quân để mà triển khai các cái nhiệm vụ theo chỉ đạo. Sau đó thì nếu như cái tình huống nó diễn biến phức tạp hơn, khó xử lý hơn thì đòi hỏi phải có một cái lực đơn vị chuyên nghiệp, thì lúc đó cái lực lượng cảnh sát cơ động chuyên nghiệp mới được triển khai.